một thai phụ ở giáo xứ Kim Ngọc thuộc giáo phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã mang thai hơn 9 tháng. Gần đến ngày sinh rồi mà không thấy thai nhi ngọ nguậy trong bụng như mọi khi. Chị thấy lo lo, dù đã có kinh nghiệm sinh 2-3 lần rồi. Chị bèn đi khám thai lần cuối ở bệnh viện huyện Đức Linh. Bác sĩ tuyên bố thai nhi đã chết lưu, phải về bệnh viện ở Sài Gòn lấy xác bé ra ngay, kẻo nguy hiểm. Chị vào gặp cha sở Ruse Nguyễn Hữu An, xin phép cha cho về Sài Gòn lấy thai ra. Cha An mới bảo, đừng tin, bác sĩ ở Đức Linh đã làm chết oan nhiều người rồi. Chịu khó qua bên bệnh viện huyện Bến Cát xin khám lại đi. Chị vừa về nhà vừa khóc, vì vẫn nghĩ là con mình thế là đã chết. Đường dài mấy chục cây số, người chồng chạy xe Honda chở bà bầu đi qua tận Bến Cát. Mưa to gió lớn, chị chợt lên cơn đau đẻ, phải trải áo mưa nằm xuống bên vệ đường rồi sinh luôn. Thật chẳng ngờ, không phải là sinh ra một xác chết mà lại là một bé gái xinh xắn. Bé khóc to vang động cả một vùng quê, át cả cơn mưa giông. Dân trong vùng đổ ra xem, vội đi tìm khăn ra lau khô, ủ ấm cho bé. Có người tốt bụng gần đó còn lấy xe có rơ móc bỏ rơm lên, đặt cả hai mẹ con lên. Cứ thế nổ máy lịch bịch mà chạy đến bệnh viện. Đến nơi bác sĩ cắt rốn làm mọi sự cho bé thật chu đáo, lại còn khen nức nở. Con bé này hai buồng phổi tốt lắm, không bị nhiễm lạnh vì mưa, lớn lên hát còn to và hay hơn cả ca sĩ Mỹ Tâm. Bé được khai sinh ngày 30 tháng 10 năm 2007. 3 ngày sau, ngày 2 tháng 11 năm 2007, bé được đưa đến nhà thờ. Mẹ bé thưa với cha Nguyễn Hữu An: "Thưa cha, sinh nó ra là con, nhưng cứu nó sống là cha. Vậy là cả nhà con đã quyết định là đến xin cha đặt tên cho bé, rồi cha thanh tẩy cho bé luôn." Cha Hữu An vui lắm, đi tu chẳng vợ chẳng có con, bây giờ bỗng nhiên được đặt tên cho một em bé, cứ coi như là cháu ngoại của mình. Cha ngẫm nghĩ một lúc mới bảo: "Họ bố là Đặng, họ mẹ là Mai, vậy cha đặt tên cho bé là Maria Đặng Mai Sương Đình." Cả gia đình reo lên: "Ô, tên hay quá, dòng họ nội ngoại của cháu chưa có ai tên lạ như vậy, không đụng hàng. Mà thưa cha, Sương Đình nghĩa là sao vậy cha?" Cha Hữu An mỉm cười và bảo: "Sương Đình là sinh đường, tức là đẻ rơi ngoài đường đó mà." Thế là mọi người được một trận cười, vui trong hạnh phúc mà chan hòa nước mắt. Đến tối, cha Hữu An gửi về cho chúng tôi một bài viết ngắn kèm theo tấm hình sau khi thanh tẩy bé. Bài viết của cha lấy tựa đề là "Sao kỳ vậy, bác sĩ ơi?" Như một lời chất vấn lương tâm các bác sĩ trước sự sống vô giá của thai nhi. Mãi 6-7 năm sau, chúng tôi chợt nhớ lại câu chuyện, gửi mail hỏi thăm, thì cha Hữu An đã đổi sang xứ khác. Nhưng chúng tôi vẫn biết tin là bé Sương Đình bây giờ khôn lắm, đã rất là ngoan, giỏi ở ngoài trường, lại chăm ở lớp giáo lý, là niềm hãnh diện của cả gia đình. Cha gửi thêm tấm hình chụp bé với hai anh em
của bé trong nhà vào năm 2013. Đến năm 2016, cha Hữu An sau khi thăm gia đình, về nhà lại gửi thêm cho chúng tôi ảnh bé Sương Đình chụp với bố của bé. Chẳng biết cái ông bác sĩ hồi đó ở huyện Đức Linh đã tuyên bố rằng bé là thai chết lưu. Sau đó ông còn tuyên bố bao nhiêu lần cách cầu thả tội lỗi như thế với bao nhiêu bà mẹ và trẻ em khác. Sao kỳ vậy bác sĩ ơi?